Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong bệnh. Thì tiếp tục một cái video trong ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới các bác cái mẫu thùng nuôi ong và cách lên kế khai thác mật của ong lụt. Thì về cái thùng ong kế thì em xin giới thiệu trước. Thì về cái thùng kế lấy mật này thì về cái kích thước ở trong lòng của nó thì nó vẫn tương đương với cái thùng dành cho nuôi ong. Nó là 42,5 cm. Để khi các bác để cái cầu kế ở bên kia thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Đấy, để cái cầu nó sẽ dịch chuyển được 5 ly. Còn là về cái bản rộng của nó thì nó vẫn là 26 phân các bác nhé. 26 phân thì đáp ứng cho các bác là khi các bác bỏ thước ra thì các bác để 7 cầu. Còn là về cái chiều dài, cái chiều dài của cái thùng kế này nó là 45 cm. Và cái chiều cao của nó là 18 cm. Đấy, phù hợp cho các bác là khi để cái cầu 42, 18 vào thì 16 vào thì thừa để các bác 2 phân ở bên dưới cho con ong nó trèo lên. Đấy thì tất cả các khung sườn đây thì đều được làm bằng ván liền 100%. Đấy, từ những cái đường chỉ này được dọc rất là to. Đấy là về cái nguyên liệu để làm nên hai cái mẫu thùng này thì được làm 100% bằng gỗ gạo. Đấy, gỗ gạo đã được ngâm kỹ từ 6 đến 8 tháng rồi vớt lên này. Đấy, tất cả mọi chi tiết thì đều được đóng đủ, không thiếu một cái gì cả. Về đây là cái mẫu thùng kế này. Còn về cái mẫu thùng nuôi ong dành cho ong lụt đây, các bác có thể thấy thì về cái kích thước khi hoàn thiện xong của một chiếc thùng nuôi dành cho ong lụt, về cái phần lắp của nó là 51 phân, chiều dài và chiều rộng của nó là 33 cm này các bác này. Đấy, 33 cm. Thì khi hoàn thiện xong từ cái thùng kế cho tới cái thùng nuôi này thì ván của nó là động 1/8 các bác nhé. 1/8 là khi em xẻ gỗ em phơi khô ra là 2 phân, bào bọt đi thì nó còn 1/8. Đấy, và tất cả, đặc biệt hơn nữa là tất cả mặt ván gỗ ong làm mặt thùng ong nhà em đều bằng gỗ liền 100%. Đấy, các bác có thể thấy ở trên màn hình video này, bằng gỗ một tấm ván các bác nhé. Còn về cái phần kích thước ở trong lòng cái thùng này thì nó vẫn là 42,5 cm và chiều rộng của nó là 26 cm. Còn chiều cao của nó là 27 cm này các bác này. Thì 27 cm thì khi các bác để cái cầu 42-21 vào thì nó thừa cho các bác 6 phân. Thì thừa cho các bác 6 phân để các bác để cái máng ăn. Còn về cái dưới, phần dưới đáy đây thì được ghép tấm gỗ ngang. Đấy, để chia cho các bác từ 3 đến 4 tấm ở dưới đáy đây. Thì để đảm bảo cho các bác là tránh tình trạng cong vân. Cái thứ hai nữa là nó tránh tình trạng cong vân. Với cả cái thứ hai nữa là khi các bác về sử dụng cái tử tùy từng địa phương, nóng nóng thô hanh thì nó sẽ không bị mo của các bác. Khi là nếu ví dụ mà làm một tấm gỗ liền thì khi về gặp những cái điều kiện thời tiết như thế là nó sẽ bị cong vênh, nó sẽ hỏng cái thùng của các bác. Còn về cái phần trước cửa, trước thùng đây thì được làm cho các bác một cái cửa như thế này. Cửa thì vẫn được làm gỗ gạo 100%, đã được dạch cho các bác hai lỗ như thế này. Đấy, về thì tùy thuộc vào các bác muốn cho ông đi làm cửa to thì các bác dạch cửa to, cửa nhỏ thì các bác tách lấy một cái. Đấy thì cửa thì tất cả dựa trên mực thước thì nó rất là chuẩn xác. Còn khi các bác vận chuyển ong đi thì các bác đóng như thế này nặng thì ở đây các bác có thể thấy ở trên màn hình video là nó rất là khít thì con ong nó sẽ không thể chui ra ngoài được. Còn về phần thành đây là chiều cao 27, các bác có thể thấy là ván liền 100%. Đấy, đã được ngâm kỹ và phơi khô. Còn về sau đây thì dành cho các bác một cái khe cửa như thế này. Đấy, dành cho các bác một khe cửa như thế này thì khi vận chuyển ong thì các bác mở ra thì tránh cái tình trạng mà con ong nó bị chết ngạt ở bên trong. Còn đây là cái thùng nuôi thì nó đáp ứng vừa tiêu chuẩn vừa với cái cầu 42-21 này các bác. Để vào cái nạ vừa và di chuyển rất là dễ bởi vì nó thừa cho các bác 5 ly. Đấy thì khi các bác lao cầu hay các bác kiểm tra ong thì di chuyển cầu nó dễ. Thì nếu ví dụ mà làm kích quá thì các bác sử dụng sẽ rất là khó và thậm chí là còn không sử dụng được. Đây là cái cầu này thì về bên em là làm một cục keo 100%. Đấy, từ bản cái rồi tới cái chân này đều được làm. Thì cầu này thì đã được căng dây rồi các bác nhé. Còn về cách thức lên kế thì nó khá là đơn giản. Đấy, thì em sẽ bỏ cái thùng này xuống và lấy cái thùng kế lên. Thì về lên kế đây thì ví dụ các bác là đây là những cái bầu nhộng ở bên dưới con ong chúa này sẽ sinh sống ở bên dưới thì các bác bỏ cái lưới chắn chúa như thế này để các bác ướm vào thì cái này nó thừa rất là nhiều nhé. Các bác ví dụ mà mua hàng bên em mua lưới chắn chúa thì thừa như thế này và các bác vẫn khai thác cắt ra làm một cái cửa chắn chúa ở đằng sau cũng vậy. Thì các bác để cái thùng kế này lên như thế này
Thùng nhà em là làm theo dựa trên mực thước 100% tiêu chuẩn, quy chuẩn của thùng nuôi dành cho ông nội các bác nhé. Đấy thì cái lắp nào cũng đậy được vào mấy cái lắp nào. Còn khi các bác đẩy cái thùng kế này lên bên trên, các bác khai thác mật thì các bác bỏ cái lưới chắn chúa xuống bên dưới, thì con ong chúa là nó sẽ không chui được lên, nó sẽ không đẻ được lên trên cái cầu kế. Thì các bác khai thác mật thì đây là cái cầu kế này các bác này, chiều dài của nó là 42,5 cm, còn chiều cao là 16 cm, thì các bác để ở đây là rất là vừa này. Đấy, các bác để vào, các bác làm chân tầm, các bác cũng căng dây thép để làm vào, thì khi con chúa nó không lên được thì ong thợ lên được, thì nó sẽ khai thác mật ở bên trên đây. Đấy thì nó sẽ đắp những cái bầu mật ở bên trên và các bác đẩy lại như thế này. Đấy. Thì như thế này đã hoàn chỉnh một cái thùng nuôi và cách thức lên kế dành cho các bác nào có những cái đàn ong mạnh. Thì thường thường lên kế thì ong phải đạt từ 4 cầu quân đông cho tới 5 cầu thì các bác mới lên kế được. Nếu mà ong dưới 4 cầu mà quân yếu là các bác không thể lên kế được. Đấy là cũng là một cái chia sẻ của em. Còn bên em là bán tất cả các vật tư về ngành ong mật. Đấy, bác nào cập nhật được cái video này, muốn sở hữu cho mình những cái vật tư gì thì liên hệ trực tiếp cho em thông qua hai cái số điện thoại em để cái tiêu đề hoặc là góc trái màn hình video. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.